cong thế kia thì làm sao không trơn trượt được. Trời ơi. Khu vực dành riêng cho nam giới. Thì chẳng là nam giới, chẳng là nữ. Lần đầu tiên ta thấy cái khe sâu hơn cả cái bể này. 1m8 là gì? Khỉ 18m. Cưng, em đố cục cưng biết thứ gì là quý giá nhất của người phụ nữ? Nó nằm giữa một khe mương cạn, hai bên là cỏ mọc um tùm, thỉnh thoảng lũ tràn về. Khi người phụ nữ mất tự chủ thì đàn ông lại cảm thấy bối rối, mùi lòng. Con ở trong tủ quần áo, con thấy bố dẫn một cô gái về phòng. Rồi sao nữa? Con thấy bố cởi hết quần áo.